Các cặp nghệ sĩ còn lại đến từ 36 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga, Hy Lạp, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước Mỹ Latin. Để được có mặt tại Buenos Aires, các cặp vũ công nước ngoài phải trải qua vòng đấu loại tại Trung Quốc, Nga, Italia, Uruguay, Chile, Colombia, Hy Lạp và Mỹ. Cuộc thi diễn ra với hai nội dung: tango phòng khách với phong cách truyền thống và tango sân khấu mang tính chất biểu diễn. Dự kiến giải đấu năm nay sẽ kéo dài tới ngày 27 tháng 8. Đây cũng là năm đầu tiên giải khiêu vũ tango thế giới có sự tham gia của các cặp đôi vũ công đồng tính. Tôi là một người đàn ông nhưng tôi có thể nhảy. Tôi có thể đi giày cao gót, có thể nhảy với giày ống và tôi cũng có thể nhảy với giày trượt. Tôi nghĩ giới tính không phải là vấn đề. Quan trọng là tôi muốn được tham gia cuộc thi. Giải vô địch khiêu vũ tango thế giới là một trong những nội dung chính của lễ hội Tango Buenos Aires do chính quyền thành phố thủ đô của Argentina tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh và gìn giữ những giá trị của thể loại âm nhạc và khiêu vũ từng được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2009. Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thi khiêu vũ, nó là nơi để chúng tôi thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật, thể hiện sự hiểu biết của mình về tango, cũng như những giá trị của nó. Với người dân Argentina chúng tôi, tango như là một phần trong hơi thở cuộc sống. Lễ khai mạc giải lễ hội tango Buenos Aires năm nay có sự tham gia của khoảng 2.000 nghệ sĩ. Theo ban tổ chức, ngày hội tango lớn nhất thế giới này gồm nhiều hoạt động như hòa nhạc, trình diễn vũ điệu, hội thảo, hội chợ và lớp học tango. Ước tính năm nay, sự kiện sẽ thu hút trên 500.000 người dân tham gia.